86 La Mã, ống đựng kim. A. À, duyên khởi Một thời, Đức Phật ở trong núi kỳ xào quật thành La Duyệt. Bấy giờ, có người thợ tin ưa Phật Pháp vì làm ống đựng kim cho tỳ kheo bằng các loại xương, răng, sừng khiến cho người thợ này bỏ phế công ăn việc làm của nhà, của cải bị khánh tận, không đủ cơm ăn, áo mặc. Bấy giờ, người đời đều nói, người thợ này khi chưa cúng dường sa môn thích tử thì của cải vô giao. Từ khi cúng dường sa môn thích tử đến nay, nhà bị nghèo khốn, cơm không có để ăn. Sở dĩ cúng dường, hy vọng là được phước, mà lại gặp phải tai ương. Các tỳ kheo nghe, các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn im trách các tỳ kheo. Sau các thầy khiến ông thợ làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ họ bỏ công việc làm, của cải bị khánh tận? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm này các tỳ kheo sao các ông lại khiến người thợ công nghiệp làm ống đựng kim bằng xương ngà sừng đến độ tài sản của họ khánh tận đức thế tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là kẻ phạm giới này ban đầu từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào dùng xương răng sừng làm ống đựng kim đục khoét và làm thành phạm ba vật đề b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước nếu tỳ kheo tự mình đục khoét xương ngà sừng để làm ống đựng kim mà thành phạm ba vật đề không thành phạm đột kiết la nếu dạy người khác làm mà thành ba vật đề không thành đột kiết la nếu vì người khác làm thành hay không thành đều phạm đột kiết la tỳ kheo ni đột kiết la thức xoa mana na sa di shayi, sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm nếu làm bằng sắt bằng đồng bằng chì bằng thiết bạch lạp tre cây trúc hoặc cỏ xá la vân vân thì không phạm hoặc làm chóp bịt đầu tích trượng hoặc làm chóp bịt cán lọng hoặc làm chóp bịt cán vá hoặc làm móc để móc, hoặc làm dao cạo bẩn, làm cái như ý, làm khoen nút, thìa, cán gáo, câu móc y, đồ để nhỏ thuốc con mắt, đồ nạo lưỡi, cây xỉa răng, đồ móc tay, thiền trấn, ống sông lỗ mũi, làm các vật dụng linh tinh trên đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 87 La Mã Ni sư đàn quá lượng A. À, duyên khởi Một thời, Đức Phật ở vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn không đi thọ thỉnh, đang việc đem thức ăn đến dân. Như thường pháp của chư Phật, ngày nào không đi thọ thỉnh, phật đi xem các phòng xá hôm ấy đức phật đến các phòng xá thấy nhiều chỗ khác nhau ngoạ cụ của chúng tăng trải trên đất bị dính dơ bởi bất tịnh lúc ấy trời sắp mưa lớn đức thế tôn liền dùng thần lực khiến cho các ngoạ cụ của chúng tăng khỏi bị thấm ướt bởi nước mưa khi các tỳ kheo trở về đức thế tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo nói Vừa rồi, ta có đi xem các phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau, ngọa cụ của chúng tăng trải trên đất bị dính bẩn bởi sự bất tịnh. Lúc ấy trời sắp mưa, ta dùng thần lực khiến cho ngọa cụ khỏi bị thấm ướt bởi nước mưa. Các ông nên biết, sự bẩn thiểu này là của người có dục, chẳng phải là người không có dục. Là người sân nhuế, chẳng phải là kẻ không sân nhuế là người si chẳng phải là người không si. Những người ly dục, tiên nhân ngoại đạo ly dục, còn không có việc này, huống chi là a la hán. Nếu tỳ kheo chánh niệm không tán loạn thì ngủ cũng không có việc này, huống chi là a la hán. Từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo vì để ngăn che thân, ngăn che y, ngăn che họa cụ cho sắm ni sư đàn. Khi Đức Thế Tôn cho phép sắm ni sư đàn, nhóm sáu tỳ kheo liền sắm nhiều ni sư đàn, vừa rộng vừa dài, các tỳ kheo thấy hỏi. Đức Thế Tôn chế giới cho phép chứa ba y không được dư, đây là y của ai? Nhóm sáu tỳ kheo nói, đó là ni sư đàn của chúng tôi. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết tàm quý Hiêm trách nhóm sáu tỳ kheo sau các thầy lại sắm nhiều ni sư đàn vừa rộng vừa dai các tỳ kheo đến chỗ đức thế tôn đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức thế tôn đức thế tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông mây ni sư đàn vừa rộng vừa lớn? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện, quở trách nhóm sáu tỳ kheo xong, bảo các tỳ kheo, những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào làm ni sư đàn cần phải làm đúng lượng trong đây đúng lượng là dài hai gan tay và rộng một gan tay rưỡi của phật nếu quá ba vật đề phải cắt bỏ thế tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy khi ấy tôn giả ca lưu đài di thân hình thì lớn ni sư đàn lại nhỏ không đủ để ngồi tôn giả biết đức thế tôn sẽ đi qua con đường đó bèn đứng bên đường lấy tay kéo ni sư đàn ra muốn cho nó dài rộng thêm đức thế tôn thấy ca lưu đài di lấy tay kéo ni sư đàn ra biết mà phật vẫn cố hỏi vì sao kéo ni sư đàn như vậy tôn giả thưa con muốn khiến cho nó dài rộng thêm, cho nên kéo như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhân việc này, vì các tỳ kheo tùy thuận nói Pháp, khen ngợi hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, an lạc của sự xuất ly, và bảo các tỳ kheo. Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo may ni sư đàn dài rộng thêm, mỗi bên nửa gan tay. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy tỳ kheo nào làm ni sư đàn cần phải làm cho đúng lượng trong đây đúng lượng là dài hai gang rộng một gang tay rưỡi phật lại thêm một bên nửa gang tay nữa làm lề nếu quá ba vật đề phải cắt bỏ b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trên ni sư đàn đồ trải xuống để ngồi nếu tỳ kheo làm ni sư đàn Chiều dài quá mức định, chiều rộng không quá, hoặc chiều rộng quá, chiều dài không quá, hay là chiều rộng cũng như chiều dài đều quá, tự mình may mà thành ba vật đề, không thành phạm đột kiết la. Bảo người khác may mà thành ba vật đề, không thành đột kiết la, vì người khác may thành hay không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm may đúng lượng hoặc giảm hơn hoặc từ người khác nhận được vật đã làm thành cắt bỏ đúng mức định hoặc may sắp lại thành hai lớp thì không phạm người không phạm phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới si cuồng loạn tâm thống não bức bách 88 La Mã Phú Sang Y A. À, duyên Khởi Một thời, Đức Phật ở vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bây giờ, có các tỳ kheo bị bệnh ghẻ nhọt. Các loại ghẻ phát sinh, máu mũ chảy ra nhóp thân, bẩn y, bẩn họa cụ. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo chứa y, che ghẻ các tỳ kheo sắm y che ghẻ bằng loại vải thô, nên nhiều lông dính vào một ghẻ, lúc gỡ ra bị đau. Tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo dùng thứ vải cao giá, mềm mịn, làm y che ghẻ, rồi khoát niết bàn tăng lên. Nếu khi đến nhà bạch y, được mời ngồi thì nói, tôi có nhọt. Nếu người chủ nói, thầy cứ ngồi. Khi ấy, vén niết bàn tăng lên, dùng y này phủ lên trên một ghẻ rồi ngồi. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép mây y che ghẻ, bèn mây nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng. Các tỳ kheo thấy, hỏi. Đức Thế Tôn chế giới, chỉ cho chứa ba y, không được quá, vậy y này của ai? Nhóm sáu tỳ kheo nói y che ghẻ của chúng tôi đấy các tỳ kheo nghe hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo sao các thầy mấy nhiều y che ghẻ vừa dài vừa rộng thế các tỳ kheo đến chỗ đức thế tôn đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức thế tôn đức thế tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông mây nhiều y che ghẻ, vừa dài vừa rộng? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu, từ nay trở đi, vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào làm y che ghẻ cần phải làm đúng lượng trong đây đúng lượng là dài bốn gang rộng hai gang tây phật sau khi đã cắt nếu quá ba vật đề b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước y che ghẻ y dùng phủ lên thân khi có các loại ghẻ nếu chiều dài đúng lượng chiều rộng không đúng lượng hay chiều dài không đúng lượng chiều rộng đúng lượng hoặc cả chiều dài và chiều rộng đều không đúng lượng tự mình may mà thành ba vật đề không thành đột kiết la bảo người may mà thành phạm ba vật đề không thành đột kiết la nếu vì người mà may thành hay không thành đều phạm đột kiết la tỳ kheo ni đột kiết la thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm may đúng lượng hoặc giảm hơn hoặc nhận được từ người khác mà cắt may đúng lượng hay may sắp thành hai lớp thảy đều không phạm người không phạm phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 89 La Mã Áo tắm mưa A. À, duyên khởi Một thời, Đức Phật ở vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà nước xá vệ. Bấy giờ, tỳ xá khư mẫu nghe Đức Như Lai cho phép các tỳ kheo may áo tắm mưa, liền may rất nhiều áo tắm mưa, sai người mang đến trong tăng già dạ lam cúng cho các tỳ kheo các tỳ kheo nhận xong liền đem phân chia đức phật dạy loại y này không nên phân chia như vậy từ nay trở đi nếu nhận được y tấm mưa theo thứ bậc thượng tọa mà trao nếu không đủ thì ghi nhớ khi nhận được lần kế tiếp theo thứ tự đó mà trao cho đủ sau đó được y quý giá theo thứ tự trao đức phật dạy không nên như vậy nên đổi cho bậc thượng tọa rồi lấy y mà thượng tọa đã nhận trước kia chuyển đến vị thứ tọa nếu không đủ hết thì nên lấy y vật có thể phân của tăng đem trao cho đủ hết lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo nghe đức như lai chế giới cho phép các tỳ kheo may y tắm mưa liền tự mình may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa rộng các tỳ kheo thấy hỏi đức như lai chế giới cho phép tỳ kheo chứa ba y không được quá vậy y này là y của ai nhóm sáu tỳ kheo nói đó là y tắm mưa của chúng tôi các tỳ kheo nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết hổ thẹn hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo sao các thầy lại may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa rộng thế các tỳ kheo đến chỗ đức thế tôn đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức thế tôn đức thế tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm Tại sao các ông mây nhiều y tấm mưa vừa dài vừa rộng? Bằng vô số phương tiện, quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy, tỳ kheo nào may áo tắm mưa phải may đúng lượng. Trong đây, đúng lượng là dài sáu gan, rộng hai gan rưỡi tay vật, sau khi đã cắt, nếu quá, ba vật đề. B. Giới tướng tỳ kheo, nghĩa như trước, áo tắm mưa, áo dùng để các tỳ kheo mặc tắm khi trời mưa. Nếu Tỳ kheo may áo tắm mưa, bề dài không đúng lượng, bề rộng đúng lượng, hoặc bề rộng không đúng lượng, bề dài đúng lượng, hay cả bề dài và bề rộng đều không đúng lượng, tự tay mình may mà thành, ba vật đề, không thành phạm đột kiết la. Nếu bảo người may mà thành, ba vật đề, không thành đột kiết la. Nếu vì người may, thành không thành đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm may đúng lượng hoặc giảm hơn hay là nhận được từ người khác cắt mây đúng như pháp hoặc may sắp lại thành hai lớp thảy đều không phạm người không phạm phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới Si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Chín mươi la mã, lượng y Như Lai. A, à, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn ni câu loại, thích súy xấu. Bấy giờ, chiều cao của Tôn giả Nang Đà thấp hơn Đức Phật chỉ bốn ngón tay. Các tỳ kheo từ xa thấy Nan Đà đến, đều tưởng nhầm là Đức Phật đến nên liền đứng dậy để nghinh đón. Khi đến nơi mới biết là nang đà, các tỳ kheo đều xấu hổ trong lòng, nang đà cũng xấu hổ. Các tỳ kheo đem việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay trở đi, quy định tỳ kheo nang đà khoác y màu đen. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo may y bằng hay quá với mức lượng của Đức Phật các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo. Sao các thầy may y bằng của y Đức Phật hay quá mức lượng? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này, bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm nhóm sáu tỳ kheo sao các ông may y bằng hay quá mức lượng y của như lai bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi đức phật nói với các tỳ kheo những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là kẻ phạm giới này ban đầu từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào may bằng lượng y của như lai hoặc may quá lượng đó ba vật đề trong đây lượng y của Như Lai là dài 10 gan và rộng 6 gan Tây Phật. Đó gọi là lượng y của Như Lai. B. Giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước Y. Có 10 loại như đã nói ở trước. Nếu tỳ kheo mây y bằng lượng y của Đức Như Lai, trong đó dài không đúng lượng, rộng đúng lượng, hoặc rộng không đúng lượng, dài lại đúng lượng hay là cả dài và rộng đều không đúng lượng tự mình may mà thành phạm ba vật đề không thành đột kiết la nếu bảo người may mà thành thì phạm ba vật đề không thành đột kiết la nếu vì người khác may thành hay không thành cũng phạm đột kiết la tỳ kheo ni đột kiết la thức xoa ma na sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm. Sự không phạm nhận từ người khác, vật đã may thành, cắt may như pháp, hoặc không cắt bỏ mà sắp lại may thành hai lớp, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách